Rất vui được gặp lại quý khán giả trong bản tin bất động sản trên kênh Thiên Minh Holding sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022. Những tin nóng nào sẽ có trong bản tin hôm nay? Mời quý vị cùng Thiên Minh điểm qua. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Quốc hội tăng cường chính sách đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức. Có thi nhau bán đất trên giấy, chủ đầu tư ra thông báo khẩn. Dân chung cư hãi hùng khi thang máy hết hạn kiểm định vẫn không được bảo trì. Chuyên gia bất động sản, nơi nào bị thổi giá quá cao sẽ xảy ra tình trạng vỡ bong bóng nhỏ. Nhà đầu tư bất động sản Việt Nam lạc quan trước dòng bão. Sau đây là thông tin chi tiết. Mở đầu chương trình là việc thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Quốc hội bổ sung vào nghị quyết thay thế nghị quyết số 54/2017/QH14 một chương về cơ chế đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức. Đó là nội dung trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế tại buổi giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sáng hôm qua. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm thông qua việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ thành phố Hồ Chí Minh cho thành phố Thủ Đức. Trong địa giới hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức được thực hiện các chức năng quản lý nhà nước mà theo quy định pháp luật thuộc thẩm quyền của các sở chuyên ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực như kế hoạch đầu tư, tài chính, tài nguyên và môi trường, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, y tế, giáo dục, giao thông vận tải. Các nội dung quản lý nhà nước cụ thể mà Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức được thực hiện sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất một số vấn đề khác như đấu thầu các khu đất công, đấu thầu cung cấp dịch vụ công, cơ chế tiếp nhận các khoản hỗ trợ, đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị gỡ bỏ các điều kiện hạn chế gia nhập thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Thí điểm cho phép nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng các điều kiện đầu tư kinh doanh tương tự như nhà đầu tư trong nước đối với một số lĩnh vực như logistics, y tế, giáo dục, thương mại với thời gian thí điểm là 5 năm. Phân bổ lại ngân sách, tỷ lệ phân chia ngân sách theo hướng tăng cường để lại các nguồn thu cho thành phố Thủ Đức. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề xuất cho phép Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức được quyết định chủ trương đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức được quyết định đầu tư các dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công do thành phố Thủ Đức quản lý, các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do thành phố Hồ Chí Minh quản lý trên địa bàn thành phố Thủ Đức, trừ một số lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, đầu tư công, phát thanh, truyền hình, đối ngoại, để đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Một vấn đề nóng khác mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là việc có nhiều cỏ đất liên tục giao bán đất trên giấy tại dự án số 2 khu đô thị mới Sao Mai Lan Sơn, Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, khiến chủ đầu tư phải phát đi thông báo khẩn. Nhiều cỏ còn đưa thông tin tới khách hàng để chọn lô đẹp trên giấy với giá cao ngất ngưỡng, đưa những hình ảnh, thông tin của khách hàng đã giao dịch thành công các lô đất. Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 3 năm 2015, công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai, gọi tắt là tập đoàn Sao Mai, được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án số 2 khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn Sao Vàng, tổng diện tích hơn 70 ha, có địa chỉ tại xã Xuân Thắng, nay là thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Ngày 2 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 2300/QĐUBND về việc giao đất cho công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai để thực hiện dự án trên. Dự án được khởi công từ tháng 10 năm 2021 và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 8 năm 2022, hoàn thành dự án đầu tư vào cuối năm 2025. Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Sao Mai đang thực hiện thi công hạ tầng. Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay rất nhiều cỏ đất đã đăng thông tin trên mạng xã hội bán đất dự án. Tuy nhiên, nhiều cỏ còn đưa thông tin tới khách hàng để chọn lô đẹp trên giấy với giá cao ngất ngưỡng, đưa những hình ảnh, thông tin của khách hàng đã giao dịch thành công các lô đất. Trước sự việc trên, mới đây, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tập đoàn Sao Mai đã phát đi thông báo với nội dung: hiện nay dự án đang trong giai đoạn triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Tập đoàn Sao Mai chưa có chủ trương mở bán hay nhận đặt cọc đối với dự án này. Lợi dụng diễn biến phức tạp của thị trường sốt đất dự án, hiện có một số đơn vị, cá nhân đăng tin mở bán dự án khu đô thị mới Sao Mai Lan Sơn Sao Vàng. Tập đoàn Sao Mai khẳng định đây không phải chủ trương của tập đoàn. Tập đoàn Sao Mai thông báo chỉ thực hiện mở bán khi thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đủ các điều kiện được phép mở bán theo quy định của pháp luật.
đồng thời sẽ thông báo chính thức. Trong khi đó, ông Lý Đình Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân cho biết, từ năm ngoái, khi có hiện tượng sốt đất, huyện đã có văn bản gửi tới các xã, thị trấn trên địa bàn về việc cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư, góp vốn, chuyển nhượng vào các dự án chưa đủ pháp lý. Thưa quý vị, gần nửa năm qua, cả ngàn cư dân tại một chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh luôn lo sợ mỗi khi đi thang máy. Đã hết thời hạn kiểm định nhưng các thang máy tại đây vẫn không được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Đó chính là chung cư Moscow Tower ở tòa lạc trên đường Tân Thới Nhất, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nguyên Long làm chủ đầu tư. Chung cư này hoàn tất xây dựng và bàn giao nhà từ năm 2019. Tuy vậy, gần nửa năm nay, cả ngàn cư dân tại đây luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ vì chất lượng thang máy. Đại diện ban quản trị chung cư Moscow Tower cho biết, hiện hệ thống thang máy và phòng cháy chữa cháy của chung cư không an toàn. Trong khi đó, chủ đầu tư vẫn đang chiếm giữ tiền phí bảo trì khiến cho việc sửa chữa các hạng mục hư hỏng gặp khó khăn. Vấn đề khiến những cư dân tại chung cư Moscow Tower lo lắng nhất hiện nay là thang máy bởi các thang không đủ điều kiện an toàn để vận hành. Mới đây, nhà cung cấp thang máy cho chung cư Moscow Tower đã tiến hành kiểm tra hệ thống thang máy với sự tham gia của đại diện ban quản trị và ban quản lý tòa nhà. Qua kiểm tra, đơn vị cung cấp thang máy kết luận 3 thang máy tại block của A1 và 3 thang máy ở block của A2 có nhiều lỗi. Những thang máy này không được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo như khuyến cáo của nhà sản xuất. Trong khi đó, 2 thang máy tại block của B của chung cư Moscow Tower đã hết thời hạn kiểm định nhưng không được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Ngoài vấn đề thang máy không an toàn, đại diện ban quản trị chung cư Moscow Tower còn cho biết hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư không được kiểm tra và sửa chữa. Thực tế đã xảy ra cháy nhưng hệ thống báo cháy không hoạt động. Ban quản trị đã có kiến nghị đến cơ quan chức năng của địa phương đề nghị giải quyết. Đơn cử như vụ cháy xảy ra tại block của A1 chung cư Moscow Tower vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Theo phản ánh của đại diện ban quản trị chung cư, khi vụ cháy xảy ra thì chuông báo cháy không kêu, cư dân phải liên hệ với nhau bằng điện thoại để tìm hướng thoát nạn. Từ những kiến nghị nói trên, cuối tháng 3 năm 2021, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc công an quận 12 đã kiểm tra các vấn đề về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Moscow Tower. Kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận một số tồn tại chung cư chưa được khắc phục. Đến ngày 3 tháng 3 năm 2022, đoàn kiểm tra của công an quận 12 tiếp tục kiểm tra các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy tại chung cư. Đến lúc này, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nguyên Long vẫn chưa bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý về công tác phòng cháy chữa cháy cho ban quản trị. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với đơn vị kỹ thuật có chức năng tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, bình chữa cháy tại chung cư. Không bố trí người ăn ở, sinh hoạt ở tầng hầm chung cư. Trước những kết luận của đoàn kiểm tra, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nguyên Long đã tự động bỏ về, không ký vào biên bản. Sau khi kiểm tra, công an quận 12 đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính về các lỗi về an toàn phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, theo các chuyên gia bất động sản, nơi nào bị thổi giá quá cao sẽ xảy ra tình trạng vỡ bong bóng nhỏ. Đây là nhận định của ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Di Home khi trả lời về vấn đề thị trường có xuất hiện tình trạng bong bóng hay không khi thời gian qua bất động sản nóng sốt cục bộ, giá tăng phi mã. Ngay sau đây là góc nhận định của ông Hoàng Nam về vấn đề này. Ông Nam thẳng thắn chia sẻ tại buổi talk show đầu tư bất động sản thời giá lên do báo đầu tư tổ chức, có nhiều nơi thổi giá lên mức mà không thể nào tin được thì những chỗ đó chắc chắn sẽ xảy ra vỡ bong bóng vì hạ tầng không theo kịp. Vị này nên những khu vực đất ở xã đang được đấu giá và có thổi giá lên mấy chục triệu trên mét vuông mà không có gì cả. Xung quanh là cánh đồng, không có hạ tầng tương xứng, đường cực kỳ bé, không có khu công nghiệp, khu du lịch, hành chính. Đồng tình với quan điểm ông Nam, ông Đinh Quang Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đất Xanh miền Bắc cho hay, sẽ có xảy ra bong bóng nhưng xảy ra bong bóng cục bộ ở một thị trường nào đó. Thực ra bong bóng cục bộ không chỉ xảy ra ở hiện tại mà trong nhiều năm liên tục thị trường đưa ra những thông tin không chính xác, truyền miệng lẫn nhau về một ông lớn nào đó sẽ về đây đầu tư, thông tin làm đường, làm hạ tầng, sân bay. Khi đưa ra thông tin như vậy, giới đầu cơ, đầu tư kéo về. Thực ra, với khách hàng đầu tư ở đó họ cũng xác định tranh thủ kiếm tiền tại nơi này chứ không có quan điểm đầu tư dài hạn. Khi thị trường xảy ra vấn đề giá cao quá so với tiềm lực thực tế thì sẽ dẫn đến vỡ bong bóng. Thực tế khi vỡ hậu quả xảy ra với những người đầu tư, đầu cơ cuối cùng của thị trường đó. Còn hiện tại, thị trường được chính phủ kiểm soát tốt. Khi có động thái bong bóng, người dân bỏ sản xuất để đầu tư vào bất động sản, chứng khoán chính phủ ngay lập tức có động thái nắn chỉnh. Do đó,
không xảy ra vỡ bong bóng ở thời điểm này. Trước tình trạng giá bất động sản nhiều nơi đã neo cao, để làm sao xác định được mức giá hợp lý của dự án bất động sản, ông Đinh Quang Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Đất Xanh miền Bắc cho rằng, cần lưu tâm ba yếu tố chính, đó là nhu cầu thị trường ở khu vực dự án, động lực tăng giá, mặt bằng giá đang được giao dịch ở khu vực dự án. Nối tiếp là thông tin về diễn biến ảm đạm hậu đại dịch và chiến tranh đã đè nặng lên nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, tâm lý đón đầu rủi ro và thị trường của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đang là tín hiệu khá tốt cho thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, sau nhiều đợt giãn cách do dịch bệnh COVID-19, người tiêu dùng bất động sản có sự chọn lọc khác biệt hơn so với trước về nhu cầu. Trong 5 người Việt thì có đến 3 người có nhu cầu cần thêm không gian xanh, ngôi nhà lớn hơn hoặc ở khu vực ít đông đúc hơn. Ngoài ra, còn có các yếu tố quan trọng hàng đầu khác mà người mua bất động sản tìm kiếm như mong muốn có khu vui chơi trẻ em hoặc khu học tập, gần không gian xanh, có sân vườn, thông gió và ánh sáng tự nhiên, mật độ xây dựng thấp và xa khu vực lõi trung tâm. Theo đó, ở thời điểm hiện tại, nhu cầu mua nhà không chỉ để ở mà còn để hưởng thụ mọi giá trị về mặt tinh thần là xu hướng đầu tư mới trên thị trường bất động sản. Vì vậy, việc gia tăng các giá trị sống, tạo lập không gian sống tiện nghi tại các khu vực xa lõi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đang là lựa chọn đón đầu của nhiều chủ đầu tư. Theo khảo sát, với các dự án hạ tầng giao thông được ưu tiên phát triển bao gồm cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sân bay Long Thành, sân bay Lộc An, đầu tư và xây dựng quốc lộ 55, quốc lộ 52, nâng cấp đường ven biển Phước Hải, Lộc An, đường Lộc An nối dài, đường tỉnh 997, thị xã Láng Giài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu đang là khu vực được nhiều chủ đầu tư bất động sản uy tín lựa chọn để phát triển sản phẩm theo xu hướng xa lõi trung tâm và ưu tiên sống xanh. Bên cạnh yếu tố nội tại, các chuyên gia cũng đánh giá, nền kinh tế thế giới đã có những thay đổi sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine thời gian gần đây, cũng như các vấn đề liên quan đến lạm phát thì bất động sản vẫn là kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư. Bởi đây được cho là tài sản thực và bền vững, không hề bị phá hủy bởi thời gian hay bất kỳ tác động vật lý nào, kể cả chiến tranh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi những tin tức nóng bỏng cập nhật thị trường bất động sản của kênh Thiên Minh Holding. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.